Nam, Hoàng Mèo, Thanh Tinh, danh hài Mạc Văn Hoa. Chương trình được thiết kế ấn tượng, đặc sắc, âm thanh ánh sáng hiện đại. Kính mời quý khách tới tham quan Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan năm 2023 tại trường phổ thông năng khiếu huấn luyện và thi đấu thể thao Đồng Tháp, số 3 đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
đã kết thúc cái chương trình khai mạc hội chợ ngày hôm nay nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi ngày mai nha. Đây là hết thiệt rồi mọi người. A few moments later. Diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2023. Hãy đưa gia đình, bạn bè và người thân đến hội chợ tham quan mua sắm và đón xem chương trình ca nhạc tài tử đặc sắc hàng đêm. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời. Anh chào chị ạ. Hội chợ mua sắm ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan năm 2023 tại trường phổ thông năng khiếu. Đi đánh giá màu. Mới bố sơ xong bây giờ dọn hàng đổ lộn dọn đồ dọn đồ đi về ngay cả nhà nha. Hội chợ có nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn như hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan tham gia hội chợ. Ban tổ chức hội chợ tổ chức cuộc thi hát karaoke miễn phí với chủ đề Hãy nghe tôi hát. Tại sân khấu diễn ra chương trình game show với chủ đề Love Tokyo, khu ẩm thực món ngon Việt Nam Thái Lan. Không chịu làm vậy. Khủng gì vậy? Ui sợ quá phải ban nó thôi. Được thể hiện dưới hình siêu nhân và robot đại chiến cùng diêm nữ. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Lan Hạng Phú Thị nha mọi người. Mời đẹp. Anh tôi. Rồi tới Sài Gòn diễn sao rồi xuống ăn cơm đi anh em ơi. Ok. Có chơi chứ giờ tới Cao Lãnh rồi các bạn, giờ anh em vô ăn cơm. Trời ơi, mọi người ơi, kìa, hình ảnh lên mạng đẹp chứ.